Thưa quý vị, từ 15 giờ hôm nay ngày 21 tháng 2, mỗi lít xăng sẽ tăng 960 đồng, đánh dấu lần tăng giá thứ năm liên tiếp từ đầu năm. Sau điều chỉnh của Bộ Liên Bộ Công Thương, Tài chính cho biết, giá xăng E5 RON 92 từ 15 giờ ngày 21 tháng 2 là 25.530 đồng trên 1 lít, tăng 960 đồng. RON 95 là 26.280 đồng 1 lít, tăng 960 đồng. Với mức tăng giá lần này, giá xăng RON 95 vượt mức đỉnh vào tháng 7 năm 2014, tức là 26.140 đồng trên 1 lít và là mức cao nhất từ năm 2005 trở lại đây. Trong khi đó, giá E5 RON92 chỉ thấp mức đỉnh được lập vào khoảng tháng 7 năm 2014, khoảng 110 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu đều tăng. Dầu hỏa là 19.500 đồng một lít, tăng 750 đồng. Dầu diesel là 20.800 đồng trên một lít, tăng 940 đồng. Dầu ma rút là 17.930 đồng một kg, tăng 280 đồng. Đây là kỳ tăng giá thứ năm liên tiếp của giá xăng từ cuối tháng 12 năm 2021. Như vậy, giá xăng 3.480 đồng so với giữa tháng 12 năm 2021, còn E5 Ron 92 đắt thêm 3.450 đồng, dầu diesel 3.470, dầu hỏa là 3.180 đồng. Được biết, tại kỳ điều hành hôm nay, cơ quan điều hành cũng chi 250 đồng từ quỹ để bù cho mỗi lít xăng E5 RON92, RON95 là 100 đồng. Mức chia quỹ với dầu diesel là 300 đồng mỗi lít, còn dầu hỏa, dầu ma rút là 0 đồng. Bên cạnh đó, Liên Bộ tiếp tục không trích quỹ bình ổn cho tất cả mặt hàng, trừ dầu ma rút trích 300 đồng mỗi kg vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.